Đặt mâm lễ cúng ông công ông táo ở đâu trong nhà? Ông táo là thần bếp, vì vậy nhiều người thắc mắc rằng vào ngày 23 tháng chạp, chúng ta cần đặt mâm cúng ông công ông táo ở bếp hay trên bàn thờ. Ngày 23 tháng chạp hay ngày ông công ông táo về chầu trời mở đầu cho hàng loạt các nghi lễ trong Tết Nguyên Đán của người Việt, kéo dài từ ngày 23 tháng chạp cho đến rằm tháng giêng. Theo phong tục cổ truyền, táo quân là người cai quản chuyện bếp núc của mỗi gia đình. Táo quân bao gồm hai ông và một bà, tượng trưng cho chiếc kiềng ba chân trong căn bếp ấm cúng của người Việt xưa. Người xưa quan niệm gia đình có yên ấm hạnh phúc hay không, cốt yếu là ở cái bếp, bởi đó là nơi giữ lửa. Táo quân là người biết hết mọi chuyện lớn bé xấu tốt trong nhà gia chủ. Hàng năm cứ đến ngày 23 tháng chạp, táo quân lại cười cá chép lên thiên đình bẩm báo với Ngọc Hoàng mọi việc tốt xấu trong năm của từng nhà. Đồng thời thay gia chủ bày tỏ mong muốn một năm mới vạn sự an lành. Vì vậy gia đình nào cũng chuẩn bị một mâm cỗ đầy đủ để tiện các táo lên chầu trời. Theo quan niệm của một số người, ông công là thần thổ công cần được cúng trên bàn thờ chính trong nhà. Ông táo là vị thần trông coi việc bếp núc, vì vậy lễ cúng cần được tiến hành ở dưới bếp. Các chuyên gia nghiên cứu văn hóa cho biết, theo truyền thống văn hóa dân gian thì bàn thờ ông táo được đặt trong bếp, cụ thể là bên cạnh hoặc bên trên bếp, vì đây là vị thần cai quản chuyện bếp núc trong mỗi gia đình. Thờ thần bếp là mong muốn giữ cho bếp luôn đỏ lửa, gia đình no ấm thuận hòa. Ngày xưa mâm cúng táo quân thường đặt trong bếp, nơi có bàn thờ táo quân. Tuy nhiên trong ngôi nhà hiện đại ngày nay, thiết kế bếp không tiện việc đặt bàn thờ, không nhiều gia đình có bàn thờ riêng cho ông táo. Do đó việc đặt mâm lễ cúng ông công ông táo ở đâu tùy thuộc vào tình hình thực tiễn và quan niệm từng gia đình. Trên thực tế không có một tài liệu nào quy định rõ ràng về việc vị trí đặt mâm lễ cúng ông công ông táo ở đâu, bởi còn khá nhiều quan niệm khác nhau xoay quanh vấn đề này. Tuy nhiên, theo quan niệm của đa số người Việt, cúng bái luôn là việc yêu cầu sự trang nghiêm, nên lễ cúng ông công ông táo cũng nên được thực hiện ở nơi trang trọng. Một số gia đình có bàn thờ ông táo riêng, điều này giúp lễ cúng thêm trang nghiêm hơn. Còn nếu gia đình nào không có bàn thờ ông công ông táo riêng, thì nên thực hiện lễ cúng ông công ông táo ở bàn thờ thần linh hoặc gia tiên chứ không nên đặt trong nhà bếp. Mặc dù còn khá nhiều quan niệm khác nhau xung quanh việc cúng ông công ông táo ở đâu, thế nhưng dù thực hiện lễ cúng này ở trong bếp hay ở bàn thờ riêng hay bàn thờ thần linh thì gia chủ cũng cần thể hiện sự thành tâm của mình.